Xin chào các bạn nhé. Hiện tại công ty cổ phần Virus đang có mặt tại cái căn một tầng mái Nhật của anh Thuấn tại xã Cộng Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Và cái căn một tầng mái Nhật của anh Thuấn có diện tích mái ngói hoàn thiện dự kiến là 220m2 và thép sử dụng trình là thép mang thương hiệu Jack Brucop màu xanh các bạn đó. Và ngói sử dụng trình là ngói đất nung trắng men cao cấp mang thương hiệu Pride đó. Và cái hợp đồng của anh Thuấn ký với công ty cổ phần Virus để triển khai thi công là cái hợp đồng trộn gói các bạn ạ, và đó là cái hợp đồng khung kèo và nhân công được ngói hoàn thiện và cả ngói các bạn đó. Và với tiến độ 5 ngày thì công ty cổ phần Virus cũng đã xong phần khung và lợp được 3% rồi. Và sau đây mình cũng sẽ chia sẻ một số hình ảnh ở trên cao các bạn xem tiến độ 5 ngày công ty cổ phần Virus thi công với cái căn một tầng mái Nhật của anh Thuấn như là. Mời các bạn theo dõi video. Thank you.
sẻ cái tiến độ nhanh về cái căn một tầng mái Nhật của anh Tuấn tại xã Cộng Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like, một share, một đăng ký kênh YouTube ủng hộ bên mình nhé. Và nếu mà các bạn mong muốn có một mái ngói thi công chuyên nghiệp cho nhà mình, thì các bạn hãy liên hệ hotline của mình đây, 0918 433 558, và các bạn có thể để lại số điện thoại để nhân viên bên mình liên hệ với các bạn để tư vấn cho các bạn và trao đổi với các bạn để có một cái mái ngói đẹp nhất và chất lượng nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào.